Xin chào tất cả mọi người, và hiện tại thì mình lại đang có mặt tại phòng kỹ thuật laser của DK rồi. Và như các bạn có thể thấy, trước ống kính máy quay thì lại là một ca chuẩn bị thực hiện laser. Và thời điểm này là thời điểm mà DK nhận được rất là nhiều khách hàng thắc mắc về những dịch vụ laser. Và hôm nay thì có một câu chuyện khá là đặc biệt. Bây giờ mình cùng các bạn sẽ xin phép chị khách hàng để live stream một chút nhé, để lắng nghe câu chuyện của chị. Dạ, em chào chị ạ. Vâng, em chào chị ạ. Chị ơi, em có thể xin tên của mình một chút để cho vâng, tên em là Hê Jin ạ. Hê Jin đúng không ạ? Vâng. Thì với cái tên này thì chị là người nước ngoài hay là mình? Mình là Việt Kiều. À, Việt Kiều đúng không ạ? Như vậy là chị sinh ra và lớn lên tại Hàn Quốc đúng không ạ? Vâng. Thì với mình sinh ra lớn lên tại Hàn Quốc như vậy thì trước đây là mình từng làm mày là mình về Việt Nam mới làm hay là mình... Trước kia thì ngày xưa thì có làm bên kia rồi, nhưng mà sau một thời gian thì bây giờ nó trôi hết màu ấy. Vâng. Nên là em muốn làm lại, xử lý lại màu. Dạ vâng ạ. Thì em xin hỏi một chút ngoài lề là mình là người Hàn Quốc, nhưng mà mình sinh ra và lớn lên tại Hàn Quốc nhưng mình nói tiếng Việt rõ như vậy ạ? Vâng ạ, tại vì là bố mẹ em một người là người Việt Nam. À vậy ạ. Vâng. Mình cũng được tiếp xúc tiếng Việt từ nhỏ đúng không chị? Vâng. Vâng ạ. Tại vì em thấy là nhiều người nước ngoài về Việt Nam thì đều tranh thủ để có thể là sửa sang cho mình một chút để cho sinh viên. Đúng rồi, tại vì là tranh thủ thời gian nghỉ lễ. Dạ. Như vậy là đợt này mình về chơi và mình tranh thủ luôn đúng không chị? Vâng, đúng rồi. Thì chị có thể chia sẻ giúp em kỹ hơn một chút là tại sao mà cái cặp lông mày lần trước mình làm như kia mà mình lại muốn xóa sửa đi không ạ? Tại vì là thứ nhất là qua một thời gian là lâu quá rồi ấy, nên là cái dáng trong lông mày của ngày xưa làm thì nó không giữ lại được dáng nữa. Và bây giờ bị mất dáng, hơn nữa là không đều màu ấy. Và hơn nữa là cái thời ngày xưa thì là bây giờ là chuộng dáng ngang, bây giờ em là muốn thay đổi theo kiểu lông mày, dáng lông mày hiện đại hơn một chút. Dạ vâng. Có mình muốn thay đổi dáng mày cho nó nhẹ nhàng và phù hợp hơn với gương mặt đúng không ạ? Thì ngày trước chị làm bên Hàn Quốc ấy, thì mình làm được công nghệ gì chị nhỉ? Theo tán bột. Theo tán bột ạ. Và cái công nghệ này thì hiện tại bây giờ thì nó là hơi cứng so với khuôn mặt. Đúng rồi, lâu quá rồi. Vâng ạ. Thì không biết là cái cơ duyên nào mà khi chị lại biết đến DK để lựa chọn. Thì nói chung là một ngày đẹp trời thì đấy, thì em lên Facebook thì cũng tìm hiểu rất là nhiều cái spa. Về là ngày xưa thì em có tìm hiểu bên Malisa, có tìm hiểu rất nhiều nơi, nhưng mà sau kết cục thì em lại có tự nhiên lại có duyên với chi nhánh của mình. Dạ, vâng. Nên là đến thôi. Như vậy là mình có tìm hiểu qua Facebook đúng không chị? Vâng. Thì em hỏi một chút là mình khi mình tìm hiểu trên Facebook và hôm nay mình đến với DK ạ, thì mình thấy như thế nào về cơ sở vật chất cũng như là cách tiếp đón của DK ạ? Ở đây thì cơ sở vật chất thì hiện đại, nhân viên rất là nhiệt tình, nói chung là rất là hài lòng. Dạ vâng. Vâng, để em đánh giá thì cũng cho được thuộc dạng là 5 sao. À, dạ vâng ạ. Gọi là cơ sở làm đẹp 5 sao luôn trong lòng vâng. chị ạ. Vâng. Em cảm ơn chị rất là nhiều. Vâng. Và bây giờ thì khi mà mình chuẩn bị thực hiện laser lông mày ấy, thì mình có cái nỗi sợ nào không nhỉ? À, không ạ. Vâng, tại vì em cũng kiểu làm đẹp nhiều rồi ấy. À, vâng. Cái da kéo nhiều nên cũng nói chung là hơi hồi hộp một tí thôi. Dạ vâng. Nhưng bởi vì mình đã tìm hiểu kỹ và mình đặt lòng tin vào DK rồi đúng không ạ? Vâng ạ. Cho nên mình hoàn toàn yên tâm đúng không chị? Vâng ạ. Dạ vâng. Thì em sẽ mời chuyên gia bên em bắt đầu thực hiện laser lông mày cho chị luôn nhá. Dạ vâng ạ. Chị bắt đầu. Và như mọi người cũng đã nghe chị Hê Jin chia sẻ đúng không ạ? Là chị cũng tranh thủ thời gian này để mình về Việt Nam, mình có thể xóa sửa cặp mày với cả công nghệ khi mà chị tự từng làm đẹp ở bên Hàn, nhưng mà đến thời điểm hiện tại thì không còn phù hợp với chị nữa. Cho nên là chị muốn quyết tâm là về Việt Nam để thay đổi cái dáng mày của mình. Thì mọi người có thể thấy là tình trạng lông mày của chị Jin thì khá là dày, nhưng mà khi mà tia laser tác động đến đâu thì sẽ phá vỡ đi cấu trúc hạt mực, và phần mực cũ của chị thì là mờ đi rõ rệt, chứ không hề làm tổn thương vùng da, cũng không hề trắng cháy trụ lông gì cả. Đây ạ. Chị Hê Jin ơi, thì mình cùng xem một chút cái kết quả sau khi vừa thực hiện một bên xong nhé, thì mình có thể ôi, nhanh sạch. Như thế á. Dạ vâng ạ. Mình có thấy là cái phần lông mày của mình mờ đi rõ rệt đúng không chị? Vâng, đúng rồi ạ. Vâng. Nói chung là em thực sự rất hài, lúc đầu thì cũng có hơi là sợ, là vì sợ đau, sợ rát, vâng, nhưng mà bây giờ thì nói chung là làm rất là nhẹ nhàng, không có cảm giác đau rát gì cả. Dạ vâng ạ. Nên cảm ơn chị. Vâng. Và bây giờ mình sẽ thực hiện nốt bên còn lại chị nhé. Vâng ạ. Và mọi người nghe khách hàng chia sẻ đúng không ạ? Đây là những cái cảm nhận trực tiếp và thực tế nhất từ khách hàng mà đang trải nghiệm dịch vụ tại DK. Vậy nên là mọi người nếu mà có lo lắng hay băn khoăn gì về các dịch vụ tại DK thì cứ inbox lên cho fanpage được tư vấn tốt nhất nhé. Bởi vì tại DK thì luôn luôn sẽ mang đến chất lượng cũng như là dịch vụ tốt nhất cho khách hàng, để làm sao cho khách hàng hài lòng nhất. Bởi vì khi mà khách hàng đã tin tưởng DK thì DK sẽ không làm mọi người thất vọng đâu ạ. Đây ạ, và chắc chỉ độ hơn một phút thôi là khách hàng đã được xử lý xong cặp mày rồi. Và mọi người cũng có thể thấy đúng không ạ, là phần lông mày của chị thì không hề có dấu hiệu tổn thương này, không hề trắng cháy trụ lông gì cả. Và ngay sau khi mình thực hiện laser tại DK xong nhé, chỉ khoảng 15-20 phút là mình đã có thể kẻ vẽ hoàn toàn bình thường rồi, không cần phải kiêng khem bất thứ gì cả.
Đó. À, chị ơi thì lần này mình về Việt Nam là mình về được bao nhiêu lâu chị nhỉ? Em về được 2 tuần ạ. 2 tuần đúng không? Và mình tranh thủ thời gian này là mình vừa hút và vừa sửa luôn luôn. Vâng đúng rồi ạ. Thì không biết là chị Hezin mong muốn gì ở cặp mày sắp tới của mình ạ? Nói chung là em cũng kiểu tò mò không biết sau khi sửa thì nó sẽ như thế nào nữa. Phải chờ đợi thêm phần tiếp thôi. Vâng. Là mình đặt hoàn toàn lòng tin vào DK đúng không ạ? Sẽ quyết định dáng mày tiếp theo của mình đúng không chị? Vâng ạ. Dạ vâng ạ. À, em cảm ơn chị. Và bây giờ thì em xin kết thúc live stream này tại đây. Em cảm ơn chị rất là nhiều về những chia sẻ về câu chuyện chị cùng với em đồng hành trong cái livestream này. Và bây giờ thì em sẽ mời chuyên gia bên em dặn dò cho mình ngay sau khi thực hiện laser chị nhé. Vâng ạ. Và mọi người cũng đang lắng nghe những chia sẻ rất là thực tế của khách hàng tại livestream này. Và mọi người đang xem livestream này thì hãy cùng đón chờ kết quả cặp mày cuối cùng của chị Hezin sau khi đã hoàn thành combo xóa sửa tại DK nhé. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người.